Các bạn, hôm nay mình giới thiệu rồi các bạn sản phẩm là mẫu lót chuột lớn Hello Kitty, cực kỳ đẹp và cực kỳ độc đáo luôn nhá, dành cho các bạn nữ và các bạn nam có thể dùng thoải mái. Có hai mẫu cho các bạn lựa chọn, đấy là màu cái lót chuột lớn này, cổ lớn này, bàn mình là bàn 1m2 nhá. Đó, để được bàn phím này, chuột này, các bạn để laptop này cũng được. Và một mẫu lót chuột nhỏ hơn, pad chuột nhỏ dùng cho chuột nhá. Cái pad chuột nhỏ này thì sẽ không có viền xung quanh này, còn pad chuột lớn này có viền xung quanh, bo viền và cực kỳ mịn dày dặn luôn nhá. Hình Hello Kitty này thì to luôn, để được rất nhiều đồ lên lót chuột này nhá. Đó, cực kỳ dày dặn luôn nha các bạn, nó mịn luôn, hình này hình rất là đẹp luôn, rất đáng yêu. Các bạn nữ có thể dùng lót chuột này thì cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó, có hai mẫu cho các bạn lựa chọn, lót chuột nhỏ và lót chuột lớn.